giờ mình xã giao với anh trai bên này cái đi. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Anh ruột rè vậy mình làm anh đó. Rồi thấy anh trai như thế nào, nhận xét thoải mái cho chị tham vấn nha. Bên ngoài thì em thấy anh cũng cao ráo đẹp trai. Ổn. Dạ, ổn. Nhưng mà em thấy thì cái khoảng cách hiện tại nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu như bình thường một, như nãy anh nói thì một tháng anh về tầm cỡ 2-3 lần, thì nếu như anh quen chị em thì anh có thể thường xuyên về hơn không? Dạ. Tại vì công việc chị em thấy một tuần chỉ gặp có bữa chủ nhật thôi. Cái đó thì thực sự thì em có thể sắp xếp được thời gian mà. Như là buổi chiều, buổi tối á thì chị của em rảnh nhất thì em có thể về đến chơi thôi. À, thì không biết... ta nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh chứ nhiều khi cả tuần mới gặp nhau được một lần. Chứ ai cũng bận công việc chứ còn trẻ mà lo sự nghiệp nữa, lo tiền tài nữa. Tuần gặp nhau bữa chủ nhật là cũng ổn rồi. Còn ví dụ lâu lâu có cái sự cố gì đặc biệt nhớ nhung bất chợt thì mình phải đến chứ. Đúng không em? Mua lan chất nữ năm gặp nhau một lần, còn bệnh tuần gặp nhau lần được rồi. Rồi bất muốn nhanh nữa lẹ lẹ rồi cưới luôn, để cho ở chung nhà thì đỡ phải công đi tới lui. Dạ. Ổn không em? Dạ ổn quá. Ổn ha. Rồi bây giờ cho chị mình lời khuyên coi nè. Rồi giờ sao nè, bấm nút hay không nè? Dạ em nghĩ là chị nên bấm nút để tìm hiểu anh kỹ hơn. Tại vì qua chương trình cũng chỉ biết sơ về anh thôi. Mình cần cái thời gian dài hơn để tìm hiểu. Anh thua là có rung động hay không? Có rung động thì nên cho nhau cơ hội. À, rồi cảm ơn ba đứa em rất nhiều. Ý kiến ba cố vấn luôn. Hy vọng hôm nay là sẽ có kết quả chính xác nha. Cảm ơn ba em rất nhiều. Rồi về mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị. Ý kiến không cũng chưa đủ. Bây giờ cần có một cái sự va chạm hoặc một sự thấu hiểu hơn nữa để chúng ta đưa ra quyết định mình chính xác hơn. Mời hai bạn bóc một lá thăm của chương trình. Đọc lớn lên nhìn chị đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đã là vợ chồng đang ở trong phòng riêng. Chồng hãy hoa kem dưỡng da tay, hầu yến vợ mình, hỏi thăm vợ, hôm nay sao thấy vợ buồn vậy, về công việc hay gì khác? Làm được không? Dạ, cái qua đây. Vợ nha, cái này là vợ mình đó. Trời ơi, tiết kiệm quá vậy cha. Rồi. Hôm nay công việc của em á, đi làm có mệt không? Mệt. Ờ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ờ. Thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á, thì có những khó khăn nào á thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì anh cũng muốn là cái chia sẻ cái bớt áp lực của em á. Ngày hôm nay thì bạn trai của Tường đang ngồi đây rồi, còn bạn gái của Tường như thế nào? Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào ngay quý vị nha. Rồi mời em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật to rõ để đối phương có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ vâng, em là Bùi Văn Tiến. Năm nay em 31 tuổi. Quê gốc em là Nam Định. Và em làm ở Bình Dương. Ở với mẹ Bình Dương. Và em làm ở dưới quận Tân Bình. Hiện giờ đang làm gì ở Tân Bình? Dạ, làm tổng đại viên. Tổng đại viên? Dạ. Tổng đại viên là làm gì cụ thể? Là trực bên tổng đài bên Viettel chị. À, để ai gọi ra gọi vô tư vấn rồi này kia hỏi gì đó phải không? Giải đáp đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Ủa vậy là mẹ bây giờ vẫn ở dưới Bình Dương? Dạ đúng rồi. Vậy là em ở trên này một mình? Dạ vâng, em ở với chị gái. Ở với chị gái? Chị họ. Rồi, vậy có hay thường xuyên về thăm mẹ không? Dạ thì một tháng về lần, hoặc khi nào mà thời gian off á, mình có thể về liên tục. Rồi mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em là Hoài Thương, em 29 tuổi, em đến từ Bình Dương. À, ở Bình Dương luôn, hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em làm nhân viên phòng nhân sự, cũng ở Bình Dương luôn. Thế nói em ở Bình Dương, em ở huyện nào? Dạ, em ở Bến Cát à. Em ở gần cái khu Đại Nam không? Dạ, gần à. Rồi, thôi, dù sao cũng là ở Bình Dương rồi, cũng tiện rồi. Nhưng mà hiện giờ là đang, vậy là bây giờ phải về thăm mẹ thường xuyên hơn. Rồi, nếu mà yêu xa thì em ngại không? Em cũng không ngại lắm vậy. Giờ dạ. Cũng có công nghệ, cũng hỗ trợ ha. Dạ. Quan trọng là mình yêu thương, quan tâm đến nhau thôi. Dạ. Rồi, thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á, là em cũng biết nấu ăn chút chút. Em biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em á, là nhiều lúc em thẳng thắn quá. Nói chung là em nghĩ là em nói. Cũng mất lòng người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì tí? Điểm mạnh của em á, thì lắng nghe. Tại vì em là một nhân viên chăm sóc khách hàng á, là luôn luôn lắng nghe của khách hàng. Mình có thể là người đàn ông á, thì mình là luôn nhường nhịn đối phương của mình và mình kiểm tâm tư của đối phương thôi.
nghe là một chuyện mà hiểu là một chuyện khác. Dạ không, có nghĩa là mình sẽ quan tâm và hiểu và lắng nghe bà nói nhiều gì bạn gái. Mà nghề này cũng ngọt ngào, cũng phải nhẫn nại lắm đúng không? Dạ vâng. À, cũng được. Vậy khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì em hơi quên một xíu xíu rồi. Em làm trong nghề em là bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm rưỡi rồi. Trước khi làm ở đó em làm gì? Trước đó thì em cũng ra mở cái tiệm mua bán giày á, nhưng mà không có thành công. Rồi bây giờ mình định làm nghề này bao lâu, mình thấy ổn chưa, hay là mình còn vọng động, mình còn thay đổi nữa, hay là mình thấy ổn định rồi? Cái này, cái nghề này cũng được chị, ổn định luôn. Nay em làm giờ hành chánh hay làm như thế nào, giờ giấc như thế nào? Dạ em sẽ can. Vẫn có thời gian để rảnh rỗi, để có những cái việc riêng ha, cá nhân là vẫn có. Hẹn hò với bạn gái vẫn có đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đồng ý. Ủa từ thành phố bây giờ đi về nhà em như vậy, hoặc là về chỗ nhà bạn gái là mất bao lâu? Khoảng đi tầm nửa tiếng. Cái gì, từ Sài Gòn xuống Bến Cát mà nửa tiếng? Không, đi đường vòng á, đi đường trên đây nè. Tào lao, đi cái hơn 1 tiếng đồng hồ, cái gần 2 tiếng đồng hồ. Không, đi về nhà em là 1 tiếng rưỡi rồi. Đi ra cái Cát Tần mà, qua Đại Nam á, đi qua khúc bên kia kìa, còn khúc Cường á. Ồ, rồi, vậy hy vọng là các bạn sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau ha. À, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, tụi em chia tay cách đây cũng một năm. Một năm, mình quen nhau được bao lâu Vinh? Dạ em quen khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Em quen bạn đó là người nước ngoài á chị. Rồi nhưng mà tới cái thời điểm nào đó thì mình nhận thấy được là nếu mà quen tiến tới thì sẽ khó hai bên. Một là ảnh ở bên này với em, hai là em phải thương bên đó sẽ khó. Dạ. Rồi vậy là chia tay luôn, không có cách giải quyết. Ảnh cũng chịu theo em mà em cũng chưa chịu theo ảnh. Dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn. Rồi chia tay mối tình nó buồn không? Bây giờ còn qua lại không? Dạ không chị. Ảnh còn ở đây không? Ảnh về nước luôn rồi. Dạ anh về nước rồi chị. Rồi từ đó đến nay là chưa tìm thêm được mối tình nào hả em? Dạ không. Còn em tình trường sao? Em cũng chuyện chạy qua một mối tình. Được bao lâu? Chia tay 30 tháng 4 mới đây thôi. Thì tại vì em cũng xác định bạn gái đó là em muốn tiến tới luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì cái đợt mà 30 tháng 4 làm cái Sài Gòn bị dịch á, thì em cũng đã tính ra ngoài Vũng Tàu em cầu hôn bạn gái đó. Sau cái 29 tháng 4 thì em có cầu hôn ngoài công viên đó. Thì bạn kêu là để thời gian suy nghĩ, thì em cũng vào, em cũng chấp nhận thôi. Thì thực sự này em cũng ép. Thì nếu mà có họp thì bạn nó sẽ tiến tới với em. Thì bạn ấy được suy nghĩ khoảng là vừa cầu hôn xong thì sang ngày 30 tháng 4 luôn á, là bạn về bạn kêu không hợp. Một tháng sau bạn cứ nghĩ mới. Vậy trong quen một năm đó mình đã tìm hiểu nhau như thế nào? Em thấy phù hợp không mà em quyết định tiến tới hôn nhân, hay là tại vì em muốn lấy vợ cho nên là không? Thế thực sự thì em thì trước khi yêu thì em sẽ xác nhận, mình sẽ là xác định trước một điều là thì mình có yêu, có thích người đó thì mình mới tiến tới thôi. Và khi mà mình yêu thì mình sẽ trước tiên là mình nhường nhịn bạn ấy. Thì trong mối tình nào cũng vậy á, người đàn ông cũng phải đều phải nhường nhịn người phụ nữ. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng còn mới quá, giờ em đã thật sự quên được chưa? Dạ rồi em quên rồi, có 4 tháng rồi đó. Thực sự 4 thì, tháng? Dạ đúng rồi, tại vì trong tâm niệm của em á thì thực sự là bạn gái đó đã dành tình cảm cho em thì bạn sẽ không bao giờ buông. Nếu mà bạn chưa đủ lớn, bạn không thích em á thì thực sự thì không thể nào ép được. Bạn không thể, chưa có tình yêu, chưa có lớn cho em á thì em cũng không thể ép được. Coi như là mình quên chuyện đó rồi ha. Dạ. Thôi bỏ qua chuyện cũ, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai là có chí cầu tiến, biết lắng nghe, chia sẻ, biết thông cảm, là biết quan tâm. Về ngoại hình? Cao hơn em tầm 1m67 trở lên. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, bạn trai là có hình xăm. Có không em? Không chị. Có hút thuốc không? Không. Có hình xăm không? Không. Em tứ đầu tường là không có. Tứ đầu tường không có. Trời, nhìn vậy mà ngon làm miếng vậy đó hả? Dạ. Hơi bất ngờ nha. Cao 1m mấy? 78. Cao 1m78. Được chưa? Rồi, thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Đối với em á thì bạn gái mẫu và vừa truyền thống vừa hiện đại. Hiện đại là mình trong ra ngoài xã hội thì sẽ theo nhịp sống hiện đại. Thì về gia đình á thì sẽ là về cái mẫu truyền thống. Thì mình có thể là một người phụ nữ là luôn vun đắp cho gia đình. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Em sao cũng được thôi mà. Sao cũng được, sao được. Cũng phải có lựa chọn theo gu của mình chứ. Thì nên nói chung là biết lo cho gia đình là được rồi. Không cần đòi hỏi gì nhiều. Bản thân mình có tật xấu gì không? Em á, tật xấu thì nó ngủ hơi bị ngáy một tí. Ngáy một tí, tí là cỡ nào? Âm lượng ra sao làm thử cái nghe coi. Khò khò. Hả? Khò khò. Sao em biết em ngáy? Ai nói cho em nghe?
em trai của em ghi âm lại. Ghi âm lại? Dạ. Mình nghe có việc mình không? Cái hồn này chị. Cái hồn hả? Dạ. Và em nghĩ người nằm ngủ bên cạnh em ta ngủ được không? Nếu cái đó thì mình cái bỏ được rồi. Bỏ được, ngủ ngáy sao bỏ được. Nói đùa thôi, nhưng mà quen á, thương rồi thì nghe tiếng ngáy đó cũng thương. Nhưng mà nhiều khi á, mình ráng ngủ trước chồng đi, cứ để chồng ngủ trước mình khỏi ngủ luôn. Còn nhiều khi tắt nó cứ bóp cái nó nín à, cái nó mình ráng mình ngủ cái nó ngáy nữa mình tắt cái giỡn thôi, nhưng mà cái đó mình đâu có được cũng được. Nó được ngáy nhẹ nhàng ha, ngáy thô bạo lắm mà. Em không biết nó, nhưng mà thấy ghi âm hay là ghê lắm hả? Ờ, có điện thoại ghi âm nó theo đây không? Trời ơi, rồi nói đùa thôi. Bây giờ đâu đâu gì coi hình ảnh của em nha. Đây trong này có một chàng trai đó đó, em lựa thử coi. Hãy nói cao 1m78, lựa đi. Trong bốn cô gái đó có một cô. Anh có gợi ý cho em cao nhất trong đó rồi. Em có gợi ý gì cho người ta không? Người nào mà vừa nhỏ vừa dễ thương vậy. Một của anh. Trời ơi. Tại sao chọn anh đó? Trong ba anh còn lại tại sao chọn anh đó? Thì em thấy anh cũng cao cũng gầy. Mà nếu là cái mặt anh đó thì em chịu không? Trong hình như ngoài thì em coi mặt ở ngoài không biết. Trời ơi cũng kỹ lưỡng. Rồi đó hôm nay. Tại sao chọn cô đó? Trẻ biết đẹp biết chọn. Không phải là trẻ mà là mình nhí nhảnh nhá. Nhí nhảnh rồi. Để xem. Rồi ok. Bây giờ xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Em chào em. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm nhận đầu tiên khi mở cửa trái tim ra như thế nào? Thì cũng bất ngờ. Bất ngờ sao? Đúng người mình chọn mà. Đúng rồi mà. Vậy sao bất ngờ? Thì là xinh hơn nữ trong hình. Ồ, còn em sao? Em cũng bất ngờ là em chọn đúng. À, rồi sao so với trong nãy hỏi cái câu kia đó, anh đó em chịu không? Em nó phải nhìn ở ngoài mới biết, bây giờ nhìn ở ngoài thấy sao? Dạ, cũng được. Cũng được ha. Bây giờ nè, bạn nam ta có quà nè, bạn nữ mình cũng chuẩn bị quà, mình phải có quà tặng. Bây giờ mình hát tặng một bài, tặng bạn trai được không? À, em không biết hát, em nói một câu mà tiếng Hoa tặng bạn được. Rồi, mời em. Dẫn phân họ ai chỉnh, xưa lào cu hoa, dù mẹ dù dẫn phân tơ rẫn, như sân vương nữ chê men. Dù diễn phân tơ rẫn, phân thai, dè huy, chủng phận. Ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là tình yêu và duyên phận là một cái câu nói cũ rồi. Nếu mà không có người mà không có duyên á, thì một đời cũng không có gặp được nhau. Mà người có duyên á, thì có chia ly thì cũng có ngày chung phận. Hay, câu nói rất là ý nghĩa. Ok, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian. Trước tiên là để trò chuyện với nhau trước. Có cái gì khó chị Tường mới vô giúp sức nha. Hãy thưởng thức một bữa ăn thật ngon, thư giãn đi tại nhà hàng Indochine. Và chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau. Mời thức ăn. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất bổ dưỡng, rất hấp dẫn của nhà hàng. Đây là món gà ác cái dừa nha. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng, ăn thoải mái nha. Anh mời em ăn. Dạ mời. Công việc em làm ở gần nhà có gần công ty không? Dạ, nhà em cách công ty khoảng 8 cây số. Dạ. Thế là vậy là em đi về thường xuyên hay là em ở lại? Dạ không, em đi về về. Em cũng làm giờ hành chính thôi. Dạ. Thì anh công việc quan nhất là làm xây ca thôi, là sẽ có ca 1, ca 2 á, làm việc từ 6:30 đến 2:30. Dạ. Hoặc là làm việc từ 2:30 đến 10:30, là công việc làm tổng đài viên thôi. Dạ. Thì cái mẫu người bạn trai em á, thì muốn chọn là như thế nào, hình tượng á, là đặt ra cái tiêu chí á, của người bạn trai á. Em cũng không có đặt cái tiêu chí quá cao, thì miễn là bạn đó là có chí cầu tiến, biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Dạ. Nhưng mà khi mà cái quan điểm của em á, thì khi mà yêu á, thì mình có cái sự cái chung thủy hay không, hay là quen hay bao nhiêu? Dạ không, em là tuyệt đối phải chung thủy. Dạ. Thì cũng nói cái chuyện cũ của anh á, thì cái bạn gái trước đó thì cũng là quen hai người á, thì sau anh cũng muốn tiến tới rồi. Mà chuyện cũ qua thì mình bỏ qua đi. Anh là làm ở đây luôn, anh có hay về Bình Dương? Anh có một tháng anh về khoảng là 2-3 lần. Ờ dạ. Khi mà ngoài việc hành chính á, em có làm gì nữa không? Ở nhà á? Dạ không, em chỉ ở nhà thôi. Hoặc lâu lâu tỉnh thoảng thì đi gặp bạn bè. Ồ.
thì cái sở thích của em có thích đi xem phim không? Hay là mình đi du lịch hay đi phượt á? Dạ, em thích xem phim du lịch. Cái phượt á, hay là đi phượt, đi Đà Lạt á. Mình là có thể là đi trong một ngày, nó đi vào nhóm bạn á. Thì có thích đi như vậy không? Dạ, thích. Thì cũng, anh cũng giống như em, thì cũng sở thích như vậy. Mời em. Dạ. Anh có dự định là mình sẽ về Bình Dương mình làm việc không? Tại vì anh làm công việc này á, thì anh có làm campaign của anh làm YouTuber đó. Thì anh có kênh riêng á, nhưng mà anh mới làm được 3 tháng thôi. Vậy là dự định của anh là sẽ phát triển ở thành phố? Đúng rồi, nhưng mà nhà ở Bình Dương mà. Tại đây là công việc thôi. Ở nhà thì nhà có nhà ở Bình Dương. Dạ, là nhà nói chung với ba mẹ ha? Đúng rồi, ở nhà với ba mẹ. Quen nhau á, mình có tiến tới á, thì ý định của mình có thể, em có thể làm dâu không? Dạ, em không có ngại chuyện làm dâu. Dạ. Em cũng lên một người nhà. Dạ, em lên với mấy đứa em. Dạ. Thì hôm nay anh, cái bạn của anh cũng bận việc buổi chiều quá, thì không đi được. Khi mà em á, khi mà quen á thì em có thể là xác định khi nào mình có thể tiến tới lâu dài và tiến tới hôn nhân á. Thì giờ cái đó tùy vào cái mức độ tình cảm của mình thôi. Dạ. Chưa, trời gà ác bổ lắm luôn, khỏe lắm luôn á. Ăn chưa nè. Nãy giờ chị vẫn đang quan ngại cái vấn đề là hẹn hò đó. Dạ. Rồi mình đã sắp xếp được với nhau cái gì chưa? Mà đồng ý thì em có thể là thời gian rảnh đó, mà rảnh chủ nhật đó, hoặc là những buổi tối em có thể rảnh em mới chạy qua được. Mình có chia sẻ về quan điểm về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Ví dụ như giờ lấy nhau thì muốn sinh mấy đứa con, kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý, mình trao đổi những điều đó với nhau chưa? Dạ, em nghĩ là người phụ nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Dạ. Em thì nghĩ như thế nào? Em thì là phụ nữ là còn kiếm tiền tiền bạc á thì sẽ giữ hơn, tại vì khi con trai á thì mình có thể là mình mua sắm thì nó không có vượt nữa, mà không suy nghĩ đến cái khi mà cái trong cái số tiền trong thẻ mình có. Và đó giờ em có dành dụm được không, hay là có nhiêu xài hết nhiêu? Thì có. Có là có xả láng hay có dành dụm? Có dành dụm. À, có dành dụm. Vậy thì cũng là một người giữ tiền kỹ, cũng là quản lý được tài chính của mình đúng không? Dạ. Vậy thì những người đó thường người ta không muốn chia cho vợ giữ đâu, người ta nói thôi anh giữ được để anh giữ. Thì không, cái đây thực sự thì khi mà về mình có là về một nhà, thực sự là cho người phụ nữ và người bạn đời của mình sẽ giữ cái tiền nong. Thật ra thì chị quan điểm nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Bây giờ tài khoản hay két sắt thì hai chồng xài chung mà. Ai quản lý được mình chính thì mình cứ quản lý. Còn ai muốn làm gì phải bàn bạc. Quan trọng là tôn trọng. Quan trọng là mình tôn trọng nhau, bàn bạc với nhau. Bây giờ anh muốn mua cái xe, cái cổ, muốn đầu tư cái này cái kia. Em muốn mở cái này cái nọ, mình bàn bạc với nhau hết. Chứ còn ai giữ nó cũng không thật sự là quá quan trọng, đúng không? Rồi, ok, bây giờ hôm nay em đi với ai? Dạ, bạn em á, buổi chiều nay á, bạn về có cái trời mưa đó, bạn không đi được, không được mình em thôi. Không, mình em thôi. Dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Rồi, mời em họ của bên gái, nhà gái vô nha. Alo, chào ba em, rồi bạn nào mới là em họ? Dạ, cả ba luôn. Cả ba luôn. Rồi, là mình là chị em sao? Dạ, em của cô dì chú bác thôi. Dạ. Thì chú bác là ai đây, bốn người, không có ai anh em ruột hết, không ai anh ruột hết không? Dạ đúng rồi. Thừa hết không? Nói đùa thôi chứ có thân với nhau không? Có anh chị em mà có gặp nhau thường xuyên không? Dạ có. Em tên gì? Dạ, em tên Sương. Sương, Sương là hiểu gì tánh nết của chị mình không? Cũng hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ. Em tên Hưng, em là em họ của chị Hương ha. Thì chị Hương thì tính tình của chị thì chị cũng hiền, dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà có cái gì tiêu chuẩn của chị hay cao quá trên hiện tại thì... Cao là sao? Ví dụ cái cao của chị sao mà nói chị nghe. Dạ, tại vì đa số hiện tại thì em cũng chưa thấy chị dắt mình cái gì nhẹ. Ồ. Dạ, cho nên em nghĩ là... Đoán là chị dạ, cao. Dạ, đúng rồi. Chứ nhiều khi chị ấy đó. Không phải dạ. Cao đâu. Khi mà tới chương trình này em cũng muốn chị tìm được người bạn trai, anh trai lý tưởng cho mình. Có thể tiến tới hôn nhân. Tại vì nay chị cũng sắp 30 rồi. Giờ mình xã giao với anh trai bên này cái đi. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. Anh rụt rè vậy mình làm anh đó. Rồi thấy anh trai như thế nào, nhận xét thoải mái cho chị tham vấn nha. Bên ngoài thì em thấy anh cũng cao ráo đẹp trai. Ổn. Dạ, ổn. Nhưng mà em thấy thì cái khoảng cách hiện tại nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu như bình thường một, như nãy anh nói thì một tháng anh về tầm cỡ 2-3 lần, thì nếu như anh quen chị em thì anh có thể thường xuyên về hơn không? Dạ. Tại vì công việc chị em thấy một tuần chỉ gặp có bữa chủ nhật thôi. Cái đó thì thực sự thì em có thể sắp xếp được thời gian mà. Như là buổi chiều, buổi tối á thì chị của em rảnh nhất thì em có thể về đến chơi thôi.
Thì không biết ta nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh chứ khi cả tuần mới gặp nhau được một lần, chứ ai cũng bận công việc chứ còn trẻ mà lo sự nghiệp nữa, lo tiền tài nữa, tuần gặp nhau bữa chủ nhật là cũng ổn rồi, còn ví dụ lâu lâu có cái sự cố gì đặc biệt nhớ nhung bất chợt thì phải đến chứ. Đúng không em? Vu Lan chất nữ năm gặp nhau một lần, còn mình tuần gặp nhau một lần được rồi. Rồi bớt muốn nhanh nữa lẹ lẹ rồi cưới luôn, rồi để cho ở chung nhà thì đỡ phải không đi tới lui. Dạ. Ổn không em? Dạ ổn á. Ổn ha. Ổn ha. Rồi bây giờ cho chị mình lời khuyên coi nè. Rồi giờ sao nè, bấm nút hay không nè? Dạ em nghĩ là chị nên bấm nút để tìm hiểu anh kỹ hơn. Tại vì qua chương trình cũng chỉ biết sơ về anh thôi. Mình cần cái thời gian dài hơn để tìm hiểu. Anh tôi là có rung động hay không? Có rung động thì nên cho nhau cơ hội. À, rồi cảm ơn ba đứa em rất nhiều. Ý kiến ba cố vấn luôn, hy vọng hôm nay là sẽ có kết quả chính xác nha. Cảm ơn ba em rất nhiều. Rồi về mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị. Ý kiến không cũng chưa đủ, bây giờ cần có một cái sự va chạm hoặc một sự thấu hiểu hơn nữa để chúng ta đưa ra quyết định mình chính xác hơn. Mời hai bạn bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn lên nhìn chị đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đã là vợ chồng đang ở trong phòng riêng. Chồng hãy thoa kem dưỡng da tay, hầu yến vợ mình, hỏi thăm vợ hôm nay sao thấy vợ buồn vậy, về công việc hay gì khác. Làm được không? Dạ, cái qua đây. Vợ nha, cái này là vợ mình đó. Trời ơi, tiết kiệm quá vậy cha. Rồi. Hôm nay công việc của em á, đi làm có mệt không? Mệt. Ờ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ờ. Thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á, thì có những khó khăn nào á thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì anh cũng muốn là cái chia sẻ cái bớt áp lực của em á, anh có thể chia sẻ được á. Thì massage kiểu gì vậy trời, vợ đó không phải người dưng đâu. 30 giây nữa tiếp tục trò chuyện. Em ở công ty á, em có khó khăn gì không? Mà ở công ty thì nhiều người ăn hiếp em, tại em thường. Thì cái này thì mình nữ mà thì như... Trời ơi, nghe vợ bị ăn hiếp mà sao nó dũng dưng vậy? Cái này thì do là công việc của em hay sao? Thì là công việc của mình nha, nhiều người ăn hiếp em á. Trong công việc thì mình cũng hiền quá nên là cả hai luôn. Nếu là trong công việc mà mình có không phải là quá hiền thì người ta cũng không biết ăn hiếp mình đâu. Vợ hiền quá được ăn hiếp, giờ sao đây kia, vợ sao đây? Thì mình phải cố gắng lên, thì công việc á, thì mình cũng phải phấn đấu lên. Trong công việc á, và trong công việc ở nhà, trong công ty ở nhà nữa thì em cũng phải cố gắng lên. Dạ. Để cho người ta ăn hiếp với chồng vợ gì đâu mà vợ. Trời ơi, con vợ ở nhà đi làm về mà bữa nào cũng ủ buồn mà. Cứ nghe có công ty có người ăn hiếp là chồng rồi hỏi ai? Hiếp em, đưa anh lên anh coi. Anh nói chuyện với người ta. Chồng gì hiền quá vậy. Cái đó mình liên quan đến biệt sự mà chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Cái kỳ 21 rồi mà. Cái tay người ta mặt cái đỏ trơ cái tội kìa. Nãy giờ massage có cảm nhận được gì không em? Tay bạn gái hay sao? Rất là mệt, rất là mát, rất là mệt, rất là mát. Dạ. Có luồng điện nào truyền qua chạy qua chưa? Dạ là chắc là có rồi. Dạ. Sao em với cái bài ví dụ lúc nãy em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận là anh này cũng hiền. Anh hiền quá, cái cách xử lý hiền quá ha. Dạ. Nhưng mà em có thích người chồng mình hiền như vậy không? Em nghĩ là nên là không phải là quá hiền, đó là mình phải có, mình là đàn ông là trụ cột phải bảo vệ vợ, bây giờ đó hiền rồi mình còn hiền luôn các cả nhà biết em lúc đó mà vợ em muốn em với chồng mà về mà em chia sẻ với chồng em vậy thì em muốn chồng em nói gì hoặc là em muốn chồng em làm gì? Thì nhiều khi mình ăn bị ăn hiếp thì chỉ cần chồng hỏi là ai, rồi nói là sau này em nên để ý những người đó hơn. Đó là giảm cho mình cái vậy chưa rút kinh nghiệm. Nói chung là người ta làm gì biết không? Thôi đó, cho tới lúc nào không nhỏ nhẹ cũng quen rồi, cái nghề nghiệp nó tạo nên tính cách con người. Nhưng thật ra bây giờ đó cũng là tốt đó em. Ra ngoài đường bây giờ mình xã hội phức tạp, đôi lúc một sự nhịn chính sự lầm nó cũng tốt, rồi từ từ thủng thẳng lên mình giải quyết ha. Đó là những cái trải nghiệm đó. Cho các bạn có câu hỏi gì đến chi nữa không? Mình hiểu nhau được nhiều hơn trong cái tính cách cũng như cách xử lý mọi chuyện. Đây câu hỏi dành cho em, đọc lớn lên đi nè. Khi bạn lấy chồng là quý tử, chuyện sống chung với mẹ chồng là một vấn đề khó khăn và bắt buộc, bạn xử lý như thế nào? Theo em á là ở chung với mẹ chồng cũng có nhiều cái vui chị, chứ ở riêng hai đứa thì nhiều khi cũng không vui lắm. Vợ chồng trẻ gây gỗ gì không có ai giảng hòa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhiều khi chồng gặp vũ phu nữa, không có người lớn bảo vệ mình là mình cũng tin. Dạ. Chưa kể nếu giờ vợ chồng ôm nhau hạnh phúc đi chăng nữa,
thì cho hồi sinh con ra rồi nhiều khi bận cái chuyện gì không có gửi con được cho ông bà, đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn này suy nghĩ thoáng chịu nè, nhưng mà hiện tại là em chỉ có mẹ thôi đúng không? Rồi. Ba là mất hả? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ rồi cũng ở quê, rồi mẹ là sống với chị. Không, là nhà em có nhà riêng ở bên Bình Dương á. Ừ. Nhà riêng có nhà riêng mà. Nhưng mà rồi mẹ sống với ai? Là ở một mình. Mẹ sống một mình, nhà ở đông anh chị em không? Giờ thì có hai ba người nhưng mà hai người ngoài Bắc rồi. À, có mình em à? Dạ đúng rồi. Tại vì ở ngoài Bắc thì một là làm bên giáo viên á, một với một bên là y sĩ. Dạ. Bây giờ em định là ví dụ như sau này mà mẹ lớn tuổi thì em về quê sống gần mẹ, chăm sóc mẹ, hay là rước mẹ lên Sài Gòn, hay là như thế nào? Em có cái định hướng gì xa xa trong tương lai chưa? Dạ thực sự thì em cũng làm được phấn đấu á, thì mình có thể là mua để tích có tiền mình sẽ mua nhà ở trong sẽ trên Sài Gòn. À, và em vẫn muốn là sống lập nghiệp ở thành phố luôn. Dạ đúng rồi. Ở đó mẹ lên. Dạ vâng. Ví dụ như mình làm dâu lên Sài Gòn sinh sống được không em? Dạ em vẫn thích ở Bình Dương hơn. Ừ. Lý do? Tại vì em thấy em chưa ở Sài Gòn nhưng mà em thấy em không có quen với cái sống nhộn nhịp. Thật ra là cái nhìn hiện tại, còn thật ra tùy duyên, mọi sự đều là tùy duyên. Giống như cái câu hồi nãy em chia sẻ với Hoa gì đó. Biết đâu vào tình yêu rồi nó khó, nó nhiều thứ lắm. Mình cùng giải quyết rồi vì hy sinh, rồi vì lựa chọn cái nơi nào mình cảm thấy thích hợp nhất. Nơi nào mà có cái người mình yêu thương thì mình sẽ chọn. Nếu như mình vừa tốt, phát triển được nghề nghiệp của em thì mình về vừa có nhà cửa, có mẹ, có vợ bên nhà hai bên cũng ok. Còn biết đâu ở Sài Gòn nó tạo điều kiện cho bạn này phát triển kinh tế hơn. Yeah. Thì mình cũng vẫn có thể sống được, mình trẻ mà. Yeah. Bây giờ hết thời gian dành cho hai bạn. Bây giờ thường cho mỗi bạn 30 giây nữa trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau qua khung cửa trái tim này. Hãy nói cho nhau nghe một cảm xúc thật nhất của mình hiện tại. Mình đang nghĩ điều gì, mình cảm nhận như thế nào về cuộc hẹn hò ngày hôm nay, hoặc là mình nhận xét về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước. Đến với chương trình này thì anh cũng là mong muốn đó, em cho anh cơ hội để có thể là tiếp tục là tìm hiểu và làm quen em á, thì cũng muốn là tiến tới lâu dài. Đến được đây á, gần giờ gặp được anh là cũng là một cái duyên, nên là em nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Thật ra các bạn nói đúng á, là một cái duyên, tại vì bao nhiêu hồ sơ gửi về chương trình mà chương trình phải lựa chọn để tìm ra hai bạn. Có thể là cũng kết nối là chắc là hai bạn cùng trùng khớp với nhau là ở Bình Dương đó, cho nên chương trình mới ghép cho hai bạn để tạo cái sự điều kiện. Chứ bây giờ nhiều hồ sơ, nhiều con người lắm, gặp nhau đây là cái duyên đúng. Nhưng mình hãy suy nghĩ thật kỹ, trái tim mình rung động và đối tượng này có thể là một nửa mình đang tìm kiếm. Hãy nắm bắt cơ hội và cho nhau cơ hội. Rồi, mời hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình cho cái cơ hội ngày hôm nay. Sau 3 tiếng đếm, chị Tường đồng ý nhân âm hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý, Thu Huyền lấy tay ra. Nhắc lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Sao không ăn? Trời ơi, xin em cho anh cơ hội mà bấm nút chậm hơn người ta. Thiệt tình luôn, lần sau cơ hội vậy là không cho. Rồi, qua đứng bên đây đi cưng. Hai đứa bấm nút rồi, đứng về một phía. Đây là cái giây phút rất là quan trọng. Nếu như biết đâu sau này mà hai em đến được với nhau thì đây là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là ngọt ngào của hai người nha. Thay mặt chương trình gửi tặng cho em một cái phần son để mình làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những cái vé xem phim, nhân tiện bạn gái còn ở đây, cố gắng đưa bạn gái đi xem phim đi rồi hẳn về. Rồi hẹn hò một cái hẹn nào gần nhất đi về để tìm hiểu, rồi quen biết, rồi đến nhà thăm hỏi. Cố gắng nha. Mình xin người ta cơ hội, người ta cho thì phải nắm bắt nha, chứ không phải xin ở đây lịch sự cho vui rồi một hồi ra mất tiêu là không được nha. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, rất vui đúng không ạ? Nhìn họ thì rất là đẹp đôi, và Tường hy vọng rằng là họ sẽ cố gắng chăm chút hơn cho cái mối tình của họ, và một ngày đẹp trời, một ngày không xa họ sẽ báo tin vui cho chương trình.